Audio Jump. Audio Jump. Ngày đêm kiếm lời, ngày đêm mong cái bài Facebook. Ok, vậy là mình đã lắp đặt xong cái phần chợ sáng mà mình đã chế được. Thì cái này nó là một cây đèn LED và một cái pin sạc dự phòng. Thì cái đèn này nó cũng giá nó cũng rẻ thôi, chừng 15.000 thôi. Mình có để link ở phần mô tả luôn, các bạn nếu thích thì có thể mua nha. Rồi, đây là cái sản phẩm chính của chúng ta. Đó là một cái game pad. Cái này có thể dùng cho máy tính cũng như điện thoại, gắm vào để sử dụng thôi, cũng không có cần cài driver gì đâu. Kiểu rất là đẹp, nó giống như cái loại PlayStation đó. Nhưng mà kiểu này nó nhái nhái hơn, khác hơn một tí thôi. Vì hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều loại, là một là có dây như thế này đó. Thì chúng ta xài qua cổng USB 2.0 hoặc là 3.0. Còn một loại nữa là nó dùng chuẩn wireless hay là dùng chuẩn Bluetooth. Thì cái loại đó thì nó vẫn có dây cắm sạc và cũng như là cắm để kết nối nếu các bạn không xài pin. Thì nó có pin sạc hoặc là không có pin sạc thì nó cũng xài những cái loại pin như pin pin gì, pin nhỏ nhỏ là pin con ó hay gì đó, cái pin tiểu nha. Thì những cái loại như thế này có dây, chất lượng cũng rất là tốt. Mình xài con này cũng một năm mấy rồi, phím bấm nó còn rất là ok. Cái này thì để các bạn chơi những cái trò giả lập á, những cái giả lập PlayStation 1, 2 á, chơi rất là phê luôn. Thì giá như cái con có dây thế này là khoảng tầm 150 đô lại thôi, nó không có cao lắm. Nếu các bạn nào mà chơi thường những cái loại game mà giả lập á, hay là các bạn chơi game mobile á, cần những cái loại thế này các bạn có thể mua. Vì hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều loại, là một là có dây như thế này đó. Thì chúng ta xài qua cổng USB 2.0 hoặc là 3.0. Còn một loại nữa là nó dùng chuẩn wireless hay là dùng chuẩn Bluetooth. Thì cái loại đó thì nó vẫn có dây cắm sạc và cũng như là cắm để kết nối nếu các bạn không xài pin. Thì nó có pin sạc hoặc là không có pin sạc thì nó cũng xài những cái loại pin như pin pin gì, pin nhỏ nhỏ là pin con ó hay gì đó, pin tiểu nha. Thì những cái loại như thế này có dây, chất lượng cũng rất là tốt. Mình xài con này cũng năm mấy rồi, phím bấm nó còn rất là ok. Cái này thì để các bạn chơi những cái trò giả lập á, những cái giả lập PlayStation 1, 2 á, chơi rất là phê luôn. Thì giá như cái con có dây thế này là khoảng tầm 150 đô lại thôi, nó không có cao lắm. Nếu các bạn nào mà chơi thường những cái loại game mà giả lập á, hay là các bạn chơi game mobile á, cần những cái loại thế này các bạn có thể mua. Thì hiện tại có thể mua online hoặc là các bạn có thể mua ở những cái shop mà bán những cái phụ kiện chơi game như thế này. Thì link những cái sản phẩm đó mình có để phần mô tả luôn, các bạn có thể xem. Hiện tại thì có rất là nhiều, gọi là vô số luôn, từ mẫu mã, chất lượng lẫn giá cả. Thì nó rất là nhiều ở trên đây, các bạn có thể click vào đó xem nha. Rồi tiếp phần sau thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai loại tay cầm khác, là một loại của DualShock của PlayStation 2 và một cái loại là xài wireless của Xiaomi. Rồi, phần của mình đến đây là hết. Chào các bạn nha. Alo, hello. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay rất là vui được gặp lại các bạn trên cái kênh vlog của mình một lần nữa. Cái video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu tới cho các bạn một cái món đồ chơi mà hầu như là tuổi trẻ ai cũng thích chơi, và kể cả mình, không ngoài mình. Đó là chiếc game pad nha. Game pad dùng để chơi game. Ngày xưa thì mình hay chơi PES, PlayStation 3, 4. Bây giờ thì ít chơi rồi. Bây giờ thì mình hay
hay cài vào cái laptop mình chơi. Ngày xưa thì mình hay đi ra tiệm. Thì đây là cái game phạt, dùng để chơi đá banh. Mình hay chơi đá banh, còn các bạn nào chơi các cái môn khác thì cũng có thể dùng được. Ok. Đấy, phù hợp cho các bạn coi nha. Cái này thì mình mua rồi, mình mua tháng rồi. Ít chơi quá bỏ bụi không. Thế cái này mình mua bên Phong Vũ nha. Giá hình như là đâu còn ở đâu đây, không nhớ nữa. Không nhớ, hình như là khoảng 100 mấy chục ngàn, gần 200 ngàn á. Đó, ở phía sau này thì nó có cái hướng dẫn sử dụng này, các cái nút này. Và cái điều đặc biệt cái game phạt này á, là cái tay cầm game này là nó là được xài bằng wifi nha. Đó, nó xài bằng cái cục này phát wifi cho cái này. Và nó được dùng bằng cái cục pin, hai cục pin này. Đấy, mình còn hai cục pin ở đây luôn. Ít xài. Đó, hai cục pin 2A, 3A, pin 3A. Đấy, như là bị hết pin rồi. Đây, gắn pin vô nha. Bắt đầu á là ở đây nó sẽ có cái nút này, cái nút on off, các bạn bật on off đó. Còn đây là cái quay cục phát wifi, wireless á, wireless cho cái đầu này nó sẽ bắt vô. Ở đây là nút đèn nè, mode led nè. Cách sử dụng là cái này xài trên laptop được luôn nha các bạn. Đấy, đây các bạn cắm cái này vô đây nè. Đó, cắm cái cọng dây này, rồi một đầu này các bạn cắm vào laptop. Cắm vào laptop rồi á thì tự khắc cái đầu này á, nó sẽ phát ra cái đèn power nó đỏ, nó phát ra wireless. Và cái này mình sẽ kết, mình bật cái này lên là tự động nó kết nối luôn. Đó, tự động nó kết nối luôn. Ngoài ra cái cục này các bạn còn dùng để xài vào cái đầu PlayStation á. Các cái đầu PlayStation hiện nay á thì nó có cái chỗ cắm cái này vào nè. Cắm cái đầu này vào nè thì nó sẽ phát ra wireless cho cái này xài không cần có dây ha. Bấm ha. Ok. Thì đó là cái hướng dẫn sử dụng. Cài đặt. Cài đặt ở trên máy laptop thì đơn giản lắm, các bạn cứ vào là tự động nó sẽ nhận. Tự động nó sẽ nhận cái driver của cái này và nó tự cài đặt luôn. Ok. Còn về phần cảm nhận sau khi mình xài cái tay cầm này á, điều thứ nhất đó là nó rất là tốn pin. Cục pin các bạn mua tầm 20 ngàn nếu mà pin xịn á, xài liên tục thì tầm khoảng chưa tới ngày là hết rồi. Đặc biệt là khi các bạn không xài thì nên tắt cái này nè. Các bạn mà để on nó nhanh hết pin cực kỳ luôn. Đó, cái này xài rất là tốn tiền pin. Còn về cảm giác các cái nút thì không mềm cho lắm, nó hơi sượng á, nó hơi sượng và xài một thời gian thì nó sẽ bị liệt nút, là cái đệm cao su ở bên trong á nó sẽ bị rách đi. Mình bấm nhiều quá như là mình chơi bét chạy đi suốt hay sang cái nó bẹp lép luôn cái cao su ở trong á. Rung khá tốt nha, mình cũng ít dùng cái này lắm, mình chỉ dùng cái này thôi, chủ yếu đua xe nó mới rung. Đó, nút thì hơi sượng. Pin thì nhanh hết, nhưng mà trong tầm giá 100 mấy chục ngàn thì cái này là quá định rồi. Các bạn muốn xài cái mắc tiền hơn thì nó cũng có, nhưng mà kinh phí của mình thì mua những cái loại này thôi. Đó, đây là cái tay cầm, cái loại rẻ dùng để chơi bằng wireless, mua bên Phong Vũ. Biết bây giờ còn kinh doanh hay không? Sắp hàng vô. Ok, cọng dây này thì... Ok, sẽ để cái này qua một bên nha. Nói chung dạo này cũng khá là nhiều việc, ít sử dụng tới nó rồi. Để dành để làm kỷ niệm. Một thời ngày xưa mình đi học ở đại học chơi cái này suốt ngày suốt đêm.
chơi cá độ đi ăn. Rồi, tạm thời để nó qua một bên. Còn đây, đây mới là cái khủng của ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đây là một cái tai cầm Bluetooth Xiaomi nha, nhãn hiệu Xiaomi. Đây, ngày xưa là mình mua ở bên cái gì, mình quên tên rồi, đâu bên Nguyễn Tri Phương á, Chiến Tài Mobile hay là cái gì đó. Mà Xiaomi dạo này các bạn thấy nó mạnh không? Nó mang cả thế giới vô trong nhà các bạn luôn á. Cái gì nó cũng có. Đây là nó đây, tay cầm viêm bạc Xiaomi nha, cực tuyệt luôn các bạn. Nó đi kèm với hai cục pin. Đấy, nó đi kèm với hai cục pin, mình không biết nó còn được không. Nó đi kèm với hai cục pin. Đấy, mở hộp nó nha. Cái này mình cũng mua được tháng rồi đó. Đó, các bạn bỏ pin vô, bấm cái nút ở giữa này đè một tí thì nó sẽ sáng lên, nhìn rất là chuyên nghiệp, thấy chưa? Tuyệt vời đấy. Đó. Rồi các bạn đè lại thì nó sẽ tắt. Đây là chút xíu. Đè hở cái tay lên thì để thấy cái đèn. Ok. Ok. Thì đó là cách tắt mở ha. Các bạn bỏ pin vào, bấm đè cái nút này. Tầm khoảng 5 giây thôi là nó sáng lên, các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp luôn á. Ghiền. Ngày xưa mình ghiền cái tay cầm này lâu lắm, sau đó góp tiền mua. Ok, như vậy thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn cái bề ngoài cũng như là cái bề trong của cái game pad này. Thì thật sự ra mà nói, khi mình nhìn cái game pad này mình cảm giác nó rất là sướng, rất là sướng, cầm tay nó sướng ghê đó. Thật sự á, những cái nút này êm cực kỳ êm luôn, bấm nút nào ra nút đó ha. Mình đã chơi cái này rồi, bấm nút nào ra nút đó. Nhưng mà cách bố trí của nó thì lại khác so với các cái game mặt thông thường nha. Ở đây á là nó để hai cái nút này, hai cái nút rung này, những cái game mặt khác là nó nằm ở giữa, đúng không? Đó, giống như cái game mặt này nè, nó nằm ở giữa nè, đó nó nằm ở giữa nè. Còn cái này thì ngược lại, nó lại nằm một so le. Thì cái kiểu so le này á, nó sẽ làm cho cái tay của mình á, nó dễ hoạt động hơn. Đó, nó nằm cách xa nhau này, và cái cảm giác giống như là mình đang điều khiển bằng cái cách cổ điển á. Đó, chứ không phải là mình điều khiển hai cái dựa này, thì nhiều bạn không quen á, cho nên là cái cách mà bố trí như vậy thì mình thấy nó cũng khá là hay. Nhưng mà chỉ là với những bạn nào mà quen thôi, những bạn nào không quen thì họ thấy rất là khó chịu. Đấy. Rồi. Còn cái này nó được làm bằng một cái lớp bóng mờ nha. Không có trơn, cầm nó không có trơn, bởi vì khi mình chơi nó hay ra mồ hôi á, thì mình cảm thấy cái này nó sẽ không bị trơn mà không đỡ ra mồ hôi hơn nè. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn cách kết nối nó như thế nào. Thì đây là mình có một cái điện thoại. Đây là một điều mình cần phải bàn tới nè. Cái game pad này á, về cái khả năng kết nối của nó, thật sự là nó rất là kén chọn các bạn. Những cái điện thoại Xiaomi thì nó sẽ kết nối rất là tốt. Ví dụ đây, mình sẽ bật cái này lên. Mình sẽ bật nó lên nha. Rồi, nó lên rồi. Bây giờ vào đây mình bật Bluetooth lên. Rồi, bây giờ mình vào Bluetooth. Đây là mình đang dùng cái điện thoại Xiaomi nha. Và Bluetooth thì nó sẽ thấy, nó có thấy hay không. Đây, cái hình này nè các bạn. Cái hình, mình cho coi cái hình màu vàng này nè. Thì nó hiện lên game bạc là chữ Trung Quốc không á. Thì bắt đầu mình bấm kết nối nè, mình đang bấm kết nối. Nghe chưa?
không biết nó có kết nối được hay không nữa. Cái thằng game bạc này thì nó hơi chán. Rồi nó đã kết nối, và khi nó đã kết nối nè thì các bạn thấy cái đèn ở trên này nó sẽ đứng im, nó không nháy nữa. Ok chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè. Lấy cái game bạc ra, để cái điện thoại xuống đây. Đó, bây giờ mình sẽ điều khiển cái điện thoại bằng cái game bạc nè. Đó, các bạn thấy chưa? Mình bấm cái nút mũi tên lại này, nó sẽ chuyển qua đa nhiệm trên cái điện thoại. Rồi, bấm lại. Ok, chọn ngắt kết nối hay không. Thì cái nút này nè, nó là cái nút chọn đó. Nút có 3 cái dấu gạch, nó là nút chọn. Thì mình sẽ không có chọn. Rồi. Đó, mình dùng cái chuyển qua chuyển lại được nha. Đó, mình dùng cái mũi tên lên xuống để mình chuyển qua cái đa nhiệm, chuyển qua từng cái màn hình. Ok. Rồi, thí dụ như mình chọn đi. Chọn thì bấm nút A này nè, nút dưới này, chọn được nè. Rồi, cái mình về home. Đó, mình về home. Nói chung là nó điều khiển cũng ngược á, không có giống lắm như bình thường mình hay xài đâu. Facebook, Zalo, Gmail, hoàn tất. Bấm cái nào cho nó về màn hình chính. Rồi, bấm cái nút B này nó sẽ về màn hình chính, các bạn thấy không? Rồi giờ cái ví dụ như mình nói chung là nó kết nối với Xiaomi như vậy, nó cũng hơi khó xài á. Rồi mình nói về cái phần game mà dùng cho cái game bạc này á, thì nó kén chọn nha các bạn. Nó chỉ dùng được một số game mà có hỗ trợ cái tay cầm thôi. Ở đây mình không có cái game nào để hỗ trợ tay cầm hết, tại mình cũng ít xài, cho nên là mình không có thử nghiệm cho các bạn được. Còn trên laptop thì nó rất là kén. Mình thì mình xài cái laptop HP và mình kết nối cũng rất là khó khăn, bởi vì cái Bluetooth trên HP của mình nó bị cái gì á, nó kết nối không được. Nhưng mà những cái laptop khác mình nghĩ là nó kết nối được. Thì các bạn sẽ download cái game offline về và cài đặt cái giả lập cho cái tay cầm này để các bạn chơi. Thì đó là mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái tay cầm cũng khá là thú vị của Xiaomi thôi. Ok, như vậy là trong cái buổi chia sẻ video ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn hai cái game bạc, các bạn có thể so sánh. Và nếu mà thích thì cứ mua cái này nè, cái Xiaomi này nè. Nhưng mà chịu khó, nếu mà mua về các bạn phải tìm tòi nhiều cách để các bạn có thể xài nó nha. Chứ đừng có... Nó giá thế, hồi đó mình mua của nó tầm khoảng 500 ngàn á. Đấy, mình đổi cái pin này. Đổi pin này để nó không bị hết pin. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video. Và đây là cái game bạc mà mình cảm thấy rất là thích thú nhất. Mặc dù chơi thì nó không có đạ bằng cái máy kia, bởi vì nó hơi kén chọn một tí. Chứ nếu mà nó mà thật sự thông dụng á thì chơi rất là sướng các bạn. Cảm ơn mọi người nha. Mình mua nó 500 ngàn đó. Giờ thôi để dành đây này, trưng bày làm kỷ niệm thôi. Cảm ơn mọi người, rất vui. Và để gặp lại mọi người trên kênh của mình ở những cái video sau nha. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.